Liên quan đến hai tàu cá ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị chìm, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Sáng nay, Ban Chủ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp cho biết, hiện lực lượng chức năng đã tiếp nhận các ngư dân và hai thi thể từ các tàu cá. Dự kiến đến trưa ngày mai 20 tháng 10, tàu sẽ đưa các ngư dân cập cảng An Hòa, huyện Núi Thành. Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút tối qua, tàu 467 của lực lượng Hải quân đã tiếp nhận 40 thuyền viên và hai thi thể ngư dân của tàu QNA 90129TS bị chìm. Đến sáng nay, tàu 467 tiếp nhận thêm 38 thuyền viên của tàu cá QNA 90927TS bị chìm. Ngoài 78 thuyền viên và hai thi thể ngư dân của các tàu bị chìm, tàu 467 còn tiếp nhận thêm một số ngư dân của các tàu cá khác cần được đưa về đất liền do bị đau. Sau khi đón xong các ngư dân, tàu sẽ di chuyển về cả An Hòa, huyện Núi Thành, dự kiến vào trưa mai ngày 20 tháng 10. Hiện tại, trên vùng biển của tàu gặp nạn vẫn còn 10 phương tiện. Ba tàu của Bộ Quốc phòng và bảy tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Đến sáng nay, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện thêm người bị mất tích.